Kể cho các bạn nghe một câu chuyện có tên là Đợi Thêm Chút Nữa của tác giả Warankana Christian Samban, viết lời Trang Hải Dịch của nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Sóc Bông được nghe ông mình kể về một cỏ xoài chín mọng ngọt ngào, thế là chú quyết tâm một ngày nào đó sẽ chén được một cỏ xoài chín mọng như lời ông kể. Sóc Bông đi khắp khu rừng, mong tìm được một cỏ xoài chín để thỏa nỗi ước mơ. Cuối cùng, chú cũng tìm được một cây xoài. Sóc Bông chăm chú canh chừng xem khi nào xoài chín. Đợi từ sáng đến trưa chủ nhật mà chẳng quả nào có dấu hiệu chín cả. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, Sóc Bông tự nhủ trên đường về nhà. Sớm tinh mơ ngày thứ hai, vừa ăn sáng xong là Sóc Bông chạy ngay tới xem cây xoài, nhưng xoài vẫn còn xanh. Mình không chờ được nữa, Sóc Bông lẩm bẩm. Từ trừ đang kiếm ăn gần cây xoài hỏi, Sóc Bông ơi, sao cậu buồn vậy? Sóc Bông hét lên, xoài chẳng chín gì cả, tôi mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, Chù Chù an ủi. Đến thứ ba, củ xoài đã ngã vàng nhưng xoài vẫn chưa chín. Suốt ba ngày trời, Sóc Bông đã đợi để được ăn xoài chín, nhưng hôm nào chú cũng phải thất vọng. Chú khóc đến nỗi đánh thức một anh rơi quạt lớn đang ngủ. Ôi chào, ai đang khóc thế? Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Ồ, ra là Sóc Bông, làm sao em khóc? Xoài vẫn chưa chín, hãy cho em biết em còn phải chờ bao lâu nữa đi. Sóc Bông ủ rồi đáp, em đã chờ lâu như vậy rồi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Rơi quả cố an ủi Sóc Bông. 1, 2, 3, 4, mình đã chờ 4 ngày rồi, mình vẫn chưa được chén quả xoài chín nào. Chiều thứ năm, Sóc Bông trèo lên cây xoài để ngửi hương xoài chín, nhưng chú lại phải thất vọng. Mình không chờ được nữa, mình chưa bao giờ được ăn quả xoài chín nào cả. Sóc Bông khóc vá cả khu rừng. Cô Sơn Kha xây tổ trên cây xoài nói, Sóc Bông, cái con của cô đang ngủ đấy. Cháu chưa bao giờ được ăn quả xoài chín nào, cháu không chờ được nữa, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Cô Sơn Kha an ủi, ai cũng bảo cháu đợi, cháu còn phải đợi bao lâu nữa. Sóc Bông nức nở. Sóc Bông cứ khóc mãi đến tận sáng thứ sáu. Chít chít chít, Sóc Bông ơi, làm sao cậu khóc thế? Chim chít hỏi. Tớ muốn ăn xoài chín nhưng chờ mãi mà chẳng được ăn, chứ chán chờ rồi đây này. Cậu đã chờ lâu như vậy rồi, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Cậu không biết, trước khi có cái tổ chắc đẹp như thế này, ngày nào tớ cũng phải bay khắp nơi tìm cần con để xây tổ. Nhìn những quả xoài xem, chúng sắp chín rồi. Tớ sẽ hát cho cậu nghe để quên thời gian nhé. Chim chít an ủi Sóc Bông. Sóc Bông vui vẻ nghe chim chít hát đến tận chiều tối. Rồi chú quyết định ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chú đến đây chờ xoài chín. Hôm nay là thứ bảy. 7 ngày đã trôi qua rồi.
Sức bông đang đến ngón tay thì bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, rồi có tiếng thịt thịt thịt. Xoài chín rồi, xoài chín rồi. Sắc bông vừa reo lên, vừa đuổi theo những quả xoài đang lăn xuống đồi. Chú nhặt hết quả này đến quả kia để đánh chén, lại còn gặp cả hạn nữa. Ngọt quá, đúng như lời ông kể. Trong khi đang sung sướng ăn đến quả xoài cuối cùng, sắc bông chợt thấy một quả xoài to thật là to đang lủng lẳng trên cành. Sắc bông chăm chú nhìn trái xoài vàng to đùng, đôi mắt lấp lánh mở to. Chú liếm mép rồi nói, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ nhé, phần thưởng ngọt ngào luôn dành cho những